Ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, tình hình giao thông khác hẳn những ngày trước đó. Tất cả các đường nội thành thông thoáng, các đường dẫn vào sân bay, nhà ga cũng không còn tình trạng ùn tắc. Buổi sáng, các đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Hồng Hà rất thông thoáng. Tại ga đi trong nước, nhiều hành khách lo ngại việc kẹt xe nên đã đến sân bay trước 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Nhiều hành khách đến trước giờ bay chỉ 1 tiếng như ngày thường nhưng vẫn kịp làm thủ tục. Tại các bến xe, ga tàu, lượng khách cũng vãn hơn rất nhiều. Tính từ hôm nay đến ngày mùng 1 Tết, ga Sài Gòn chỉ còn gần 400 vé đã được hành khách đặt và chuyển tiền nhưng chưa đến nhận. Tình trạng hành khách trễ tàu vì kẹt xe, xem nhầm giờ và nhiều lý do khác đã giảm hẳn. Ban giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn có mặt trực tiếp tại ga để giải quyết các trường hợp đổi vé một cách linh hoạt, chính xác. Mỗi chuyến tàu nhà ga cũng giải quyết từ 3 đến 5 vé đi ngay trong ngày, dành cho những trường hợp thật sự cần kíp như bộ đội từ hải đảo về, người ốm mới xuất viện hoặc người trễ chuyến vì lý do đặc biệt.